Chị ba. Em Tư, tìm chị có chuyện chi sao? Dạ không, quẩn quá nên em qua chị chơi. Ờ. Chà, phòng chị sắp xếp đồ đạc gọn gàng, coi đẹp quá đa. Cái giường này nằm ngủ ấm ghê hen chị. Chứ em còn chuyện chi khác không? À, em muốn nói chuyện riêng với chị ba. À, Mận à, em ra sao nấu cho tôi ấm nước, để chút nữa tôi tắm nghe không? Dạ. Mận là người hầu riêng của chị hả? Ừ, nó theo chị từ nhỏ. Gia cảnh nó nghèo hèn, đáng thương lắm. Từ ngày chị đi lấy chồng, nó cũng theo chị về đây tá túc luôn. Coi mồi cũng đẹp đẽ sắc sảo quá chứ. Là phận tôi đòi, nhưng dòm cũng thông minh lanh lợi lắm. Ừ. À, cớ chi em để ý đến Mận lung vậy? Chị nuôi nó từ nhỏ, vậy chị có tin nó một lòng một dạ với chị không? Em hỏi gì kỳ khôi vậy? Em hỏi thiệt, chứ có giỡn chơi đâu nè. Hồi giờ Mận chưa làm điều chi mít lòng chị. Nó ở với chị đã lâu nên thông tỏ tánh ý chị lắm. Có khi chị chưa nói mà nó cũng đã hiểu ý chị muốn gì rồi. Em nói coi, chị không tin nó thì tin ai chứ? Chị nhẹ dạ, tin người lung quá nên mới bị họ gạt đó. Nó dụng lúc không có chị ở nhà, nó thay đồ của chị, giả làm chị để rù quến ông đó đa. Em nói sao? Mận nó... Em không nói quan cho nó đâu. Em tức là vì chị thương nó như vậy mà nó lại lấy oán trả ơn chứ. Con này đúng là quân phản chủ. Chị phải trị cho nó biết tai đó đa. Mận dám làm chuyện bất chánh như vậy đó đa. Không, chị không tin nó to gan như vậy. Chị ba, chị muốn tỏ mọi việc thì cứ lập trước thử nó đi. Thử? Mà thử làm sao chứ? Con Mận đợi lúc chị không có nhà, nó vào phòng giả đò dọn dẹp. Nó mặc đồ của chị, đốt hương trầm mà chị thường xong, đặng mê hoặc ông. Hai người đã bày chuyện tằng tiểu ngay trong phòng chị đó đa. Mận làm chuyện nhơ nhuốc đó thiệt sao? Nếu chị hỏi, chắc chắn Mận sẽ chối. Chi bằng chị giả đò đi đâu đó một đêm rồi lén quay về. Em nghĩ đến lúc đó chị sẽ tin những điều mà hôm nay em đã nói. Thôi em xin phép về phòng nha chị ba. Ờ. Mợ hai, lóng rài mợ thấy trong người khỏe không? Có ăn ngủ được không vậy mợ? Y như thấy mợ đỡ hơn trước luôn à. Tôi cũng thấy bình thường. Lúc này tôi ngủ ngon và ăn được nhiều hơn trước. Mợ tài thiệt nghen, em nể mợ luôn đó. Cô muốn nói gì chứ? Nói nào ngay,
em thấy tánh của mợ hai á thiệt là hay á. Phải chi em cũng biết nhẫn nhịn, hòa quẩn giống như mợ, đờn bà giống như mợ, xưa nay thiệt là hiếm đó đa. Gặp người khác á hả, họ dòm thấy chồng mình đang bài trò tằng tiệu, dễ gì họ không nổi cơn ghen mà làm cho tan nhà nát cửa chứ. Cớ chi cô biết tôi thấy hết mọi chuyện? Không dưng mà mợ biết cậu hai tò dè với em. Chính em là người đã gửi thơ báo tin cho mợ biết đó đa. Em muốn mợ tỏ hết mọi việc. Chớ cô muốn tôi tỏ việc gì? Mợ hai à, em muốn làm cho mợ sáng mắt ra. Mợ tưởng cậu hai năn nỉ mợ quay về là vì cậu thương mợ đó. Nếu không vì công danh sự nghiệp của cậu hai thì mợ đừng có hỏng. Cậu còn than là đã chán ngán mợ luôn rồi. Cậu ngủ chung giường với mợ, nhưng người cậu thương nhớ lại là em. Thiệt tội nghiệp cậu hai hết sức chứ. Cô, em chỉ nhắc lại lời cậu hai chứ không có thêm bớt gì hết. Mợ không tin á thì đi hỏi cậu hai đi. Thiệt tình em cũng không cam lòng làm phận lẻ mọn, nhưng căn duyên mệnh vậy, tránh sao khỏi hả mợ hai. À, mà mợ hai nè, sau này á, mình có sống chung á, thì cũng nên kính chị nhường em cho cậu hai vui nghe mợ. Em đã xin phép ông, hôm nay em sẽ đi chùa cúng tạ lễ. Chắc em ở lại chùa qua đêm, sớm mời em mới về. Em nói qua với chị một tiếng để chị biết đó đa. Ông đã gật đầu, sao chị không dám cho chứ. Nhưng em tính đi một mình đa, chớ chi em lại không cho con Mận theo, đặng nó xách đồ đạc cho đỡ mệt. Dạ em đi một mình, để Mận ở nhà còn lo công chuyện chị à. Ừ, vậy thì tùy em. Ờ, mà sao từ ngày em về tới giờ coi mồi con Mận nó tránh né em sao đó đa. Thấy nó không hay vô phòng em như trước đây nữa phải không? Dạ cũng bình thường mà chị. Có điều lóng rài nó mần công chuyện nhiều quá, cho nên là nó không có thời gian chuyện trò với em. Ờ, chị hỏi chơi vậy thôi, chớ việc đó có can hệ chi đến chị đâu nè. Em khỏi phân bua chi cho mất công. Dạ, vậy em đi sớm, kẻo trời nắng nghe chị. Ờ, em đi đi. Cô dám buông lời sằng bậy trước mặt vợ tôi như vậy, cũng chết đúng không? Cậu ơi, sao cậu nỡ đối xử với em như vậy? Chứ không phải chính cậu đã nói với em những lời như vậy sao? Em chỉ lặp lại cho mợ nghe thôi mà. Tôi nói hồi nào? Cậu đã nói với em lúc mình vui vẻ đó. Giờ cậu định chối bỏ hay sao? Cô nghe đây, cô đừng tưởng những gì tôi nói ra là sự thật. Cô mơ tưởng cao sang quá mà quên dòm lại thân phận của mình đó đã. Cứ yên phận mà làm tôi tớ đi, còn lộn xộn tôi đuổi ra khỏi nhà, nghe rõ chưa? Vậy bấy lâu nay cậu coi tôi là cái giống gì? Không lẽ cậu chỉ muốn mua vui thôi sao?
cô thiệt là hạng đàn bà mất nết. Bộ cô tưởng cô dụ được tôi rồi sao chứ? Thì khéo bày trò cho mang nhục. Sao cô không chịu yên phận làm đầy tớ, muốn một bước lên làm bà, nên mới lả lời tru quên đàn ông chứ chi? Tôi nói cho mà biết, chẳng qua cô chỉ là để mua vui cho tôi thôi. Nếu biết nghe lời thì tôi còn dòm tới, bằng không cô chết cũng không được yên thân. Cô nghe rõ chứ? Ông về rồi hả? Ông có mệt không? Ông vào nằm nghỉ đi. Hay là để con lấy nước ngâm chân cho ông nghe. Cớ chi chị lại quay về giờ này? Chứ không phải sớm mơ chị mới về. Em làm gì ở đây vậy Mận? Em muốn tôi không về, đặng thay thế chỗ của tôi phải không? Dạ. Chị nói chi lạ vậy? Chị nghe người ta xì xào chuyện của em, nhưng chị nhất quyết không tin. Bởi vì thương em, tin em lung lắm Mận à. Mận, em có thể dối gạt chị vậy sao? Em dám làm chuyện bất nghĩa với người đã cưu mang em sao? Em làm chị đau lòng quá đa. Em làm như vậy có khác gì cầm dao đâm sau lưng chị chứ? Chị ơi, chị tha tội cho em. Em không muốn như vậy. Em bị ông ta cưỡng ép. Chị không tin em nữa. Trước đây em luôn cận kề bên chị để an ủi, lo lắng cho chị. Khi chị buồn tuổi, chị bị người ta rẻ rung hiếp đáp, thì em tìm mọi cách để giúp cho chị vui. Chớ gì mà em thay đổi tánh hết lung vậy hả Mận? Em nói em mang ơn chị suốt đời, nhưng chính em là người chống ơn bội nghĩa đó đa. Em nói thiệt đi. Thiệt ra em đã dối gạt, lấy quần áo của chị lập mưu lập kế để dụ dỗ ông phải không? Chị ơi, em biết tội của em to lắm. Ai biểu mày tham lam quá chi hả Mận? Phận mình nghèo hèn mà cứ muốn làm phu nhân, cho đáng cái đời mày nghe. Còn nữa, để mày coi, sẽ có người tới đổ thêm dầu vô lửa đó đa. Trời ơi, chuyện chi vậy chị ba? Sao chị lại rầy con Mận luôn vậy? Nó hư nên chị dạy dỗ chút đỉnh thôi. Em bận tâm làm gì chứ? Mận, tội mày to lắm nghe không? Mày chọc giận chị ba làm chị tái xanh mặt mày kia kìa. Nào giờ chị ba có to tiếng dài đâu nè. Con kiến á, chị ba còn không nỡ làm đau, vậy mà chỉ là tát tay mày. Chắc mày gạt chị chuyện chi lớn lắm phải không? Mày thiệt là quá lắm nghe. Thấy chị hiền mày dám khinh nhờn sao? Con biết tội rồi, con xin bà tha thứ cho con. Chị ba, em coi mồi nó cũng hối hận rồi, hay chị bỏ qua cho nó đi chị? Chuyện này không thể bỏ qua.
tôi phải nhờ chị hai phân xử cho ra lẽ. Đặng còn răng người ăn kẻ ở trong nhà. Chuyện gì vậy? Hả? Chuyện gì mà sùm vậy hả? Chị hai, chị là người cai quản việc nhà, vậy chị phân xử giùm em việc này. Nếu đầy tớ mà bày kế mê hoặc ông chủ thì việc đó phải xử như thế nào vậy chị hai? À, hôm nay tao nghe thiên hạ sầm xì việc này, nhưng chưa có chứng cớ nên mới để yên cho mày đó đa. Mày to gan quá Mận. Mai là có em ba lanh trí dũng trước này nên mới hiện nguyên hình. Mày còn dám chối nữa không? Hả? Mày làm nhơ nhuốc cái nhà này rồi, mày biết không? Hả? Mày biết không? Cái con này nè. Kìa, chị hai, chuyện chi cũng từ từ. Mận nó là người hầu của chị ba thì cứ để cho chị ba rầy, chứ chị làm vậy khác chi chị bỉ mặt chị ba chứ. Nó là người hầu của ai cũng mượt kệ, tôi là người cai quản việc nhà nên bất kể ai làm tổn hại đến danh dự gia đình tôi đều có quyền trách phạt. Nè, cái con quỷ này nè, đầy tớ mà dụ dỗ ông nè, cái con này nè, cho mày chết nè. Hải đâu? Dạ. Nhốt nó vô nhà kho chờ lệnh tao. Dạ. Dạ. Bà ba. Bà ba. Đi đi. Bà ba. Em ba. Dạ. Em cũng có lỗi trong việc này đó, chớ chi em không dạy dỗ người hầu để nó làm chuyện bại hoại gia phong như vậy. Thiệt là nhục nhã quá đà. Dạ, em biết mình có lỗi, cũng tại em tin nó quá nên mới bị nó gạt. Chị hai, mình có nên thưa qua việc này với ông và chị cả không? Khỏi. Việc này tôi sẽ tự định đoạt. Gia pháp đã có thì cứ theo vậy mà xử. Để coi mơi mốt nó còn dám lấy nhan sắc ra dụ dỗ đàn ông nữa hay không. Dạ, thì tùy chị. Chị cứ xử lý theo phép nhà. Thôi, chị cũng đừng tức giận mà sanh bệnh đó đa. Tuy nó theo chị từ nhỏ, nhưng lòng dạ con người ai mà thông tỏ chứ. Việc này cứ để chị hai xử thẳng tay, đặng làm gương cho người ăn kẻ ở trong nhà. Chị nghỉ ngơi đi, em về phòng đây. Anh muốn nói gì thì nói, chứ đừng có làm thinh như vậy. Có phải anh muốn hỏi cớ chi tôi làm vậy đúng không? Ờ, tôi là hạng đàn bà hư thân mất nết đó. Thiên hạ ai cũng nói vậy hết mà. Mận à, ba biết trong lòng em có nỗi khổ, cớ chi em không phân tỏ mà lại làm thinh như vậy, để rồi bị mang tiếng xấu. Qua còn nhớ hôm trước em đã nói với qua là cái việc ông hội đồng có ý dòm ngó em rồi mà. Tôi nói ra liệu có ai chịu tin không? Chứ chẳng lẽ em chịu oan ức như vậy? Anh Đực, anh có tin tôi không? Có, qua tin em mà. Vậy á thì anh phải tìm cách gặp ông hội đồng, nói rõ sự tình, mai ra ông cứu được tôi. Chàng ơi, vậy mà qua không nhớ ra việc này. Để qua tìm gặp ổng để kêu quan cho em nghe. Nhưng mà qua nghe nói là hình như ngày mai ổng mới về. Nè, anh nhớ lựa lúc có đông người rồi hãy nói ra. Sao vậy em? Anh khờ quá.
Nếu anh nói chuyện này ra lúc đông đủ mọi người thì bà cả và ông á cũng sẽ biết hết mọi việc, và bà hai á cũng sẽ không dám ra tay với tôi. Còn như anh chỉ nói với một mình ông hội đồng á thì ông á sẽ hỏi lại bà hai, và bà sẽ đổ hết mọi tội lỗi cho tôi. Anh hiểu chưa? Mà nè, anh nhớ phải nói làm sao cho ông hội đồng nhận là có tình ý với tôi nghe không? Ba hiểu rồi. Em thiệt là thông minh đó Đa. Thông minh cái nỗi gì chứ? Thông minh mà bị nhốt ở đây sao? Em yên tâm, nhất định qua sẽ giúp cho em giải quan và thoát khỏi nơi này. Chờ qua nghe, đừng bỏ đi nghe. Qua đi á. Anh Đực, tôi đành phải gạt anh, đặng thoát khỏi cái cảnh ngặt nghèo này. Anh đừng trách tôi nghe. Dạ, chào bà. Ông à, hôm nay bà cây tổng ở lại dùng cơm với nhà mình. Em hai sai sắp nhỏ dọn cơm mời khách quý nghe. Dạ, bà dị tình đến dùng cơm với gia đình thiệt là quý quá. À, tôi đã sai nhà bếp làm bữa cơm thiệt ngon á đặng đãi bà rồi. Dạ, cơm đã dọn lên, mời bà vào dùng. Dạ mời. Ông hội đồng ơi. Đức, Đức ơi, Đức ơi. Ông hội đồng. Đức, con lại ông, con xin ông hãy cứu mạng của Mận. Có chuyện gì mà la lối ông sòm vậy? Nhà đã có khách, sao lại để đầy tớ làm chuyện hỗn hợp vậy hơ? Thằng này điên hả? Lão Tam. Dạ. Lôi nó vô nhà trong mau lên. Dạ dạ. Đi được ơi, đi năn nỉ mày mà. Không, đi vô đi. Đâu tôi phải nói. Đừng có nói. Dạ thưa hội đồng, Mận cũng gì ông mà đang bị hành hạ lung lóng đó. Thật ra cổ qua lại với ông là do ông thích cổ, chứ cổ đâu có rùa quến với ông đâu mà cổ bị người ta vu oan như vậy. Dạ, dạ, ông tha lỗi cho tôi. Tại tôi tín dụng gia pháp trị tội hỗn sự của con nọ xong á mới trình cho ông hay. Ai dè nó không cam tâm, nó suối bậy thằng Đực làm tanh bành mọi chuyện ra như vậy. Con mấy đứa đệ tử mà không vậy được hả? Bây giờ việc xấu thiên hạ hay tràn đồng rồi, mà tính sao đây? Dạ, để tôi biểu sắp nhỏ trói nó lại, đập một trận, rồi bêu xấu nó ngoài chợ, cho nó chừa cái thói hóng hớt. Bà tính lập ôm sầm một việc lên nữa hay sao? Tôi giao việc nhà cho bà cai quản thì bà phải để mắt tới mọi gì trong nhà, phải biết việc mình cần làm chứ. Cứ gì bà để tiếng xấu lan ra khắp nơi, rồi thiên hạ họ dè biểu, nói ông chủ mà tằng tiểu với con ở, hay lắm hay sao chứ? Tôi không ngờ sự thể lại ra nông nổi như vậy. Bà im đi, bà chỉ được cái đó nhiều chứ chẳng làm được gì chi cho đường hoàng. Tôi rồi giao bà cả cái quản việc nhà cho tôi. Dạ, tôi sẽ giao lại việc cai quản nhà cửa cho chị cả, nhưng trước mắt cũng phải lo giải quyết chuyện này cho im xuôi chứ không. Vậy bà tính sao? Tôi thấy á, người có tội lớn nhất là con Mận. Mình phải bắt nó ra thú tội trước mọi người. Là nó dùng bùa ngải dụ dỗ ông. Tưởng bà có ý chí hay chứ, chứ nói chuyện tầm xa mà nghe lọt lỗ tai sao? Còn bà cả, bà có cách chi không? Mận đó là người hầu của em ba, vậy mình nên thử hỏi coi ý cổ sao. Lê Hằng,
Cô nói đi. Dạ, việc đã dĩ lỡ rồi thì khó lòng mà bưng bít. Thôi thì dụng con nước lên đặng đẩy thuyền, để dẹp bỏ tai tiếng thị phi, chi bằng ông chánh thức cưới Mận làm vợ lẽ. Ý, em ba, em khéo nói kỳ kho vậy đa. Con Mận là đứa tôi tớ, sao lại xúi ông cưới làm vợ lẽ? Việc này sẽ làm nhục nhã cho dòng tộc đó đa. Dạ, em cũng xin được chen vô một câu. Chị ba vốn là người nhân từ độ lượng, nên chỉ xử việc gì cũng hòa hưởng, không làm mất lòng ai. Riêng việc này em thấy chị xử vậy là hạ sách đó đa. Hổng lẽ vì qua lại với con hầu một đêm mà ông phải cưới nó làm vợ lẽ đa. Thân phận của ông cao quý như vậy mà chị dám đặt ngang hàng với cái thứ trôi sông lạc chợ như vậy hả chị ba? Chị cả, chị lên tiếng đi chứ. Nói nào ngay, gia pháp của nhà này rất nghiêm. Nào giờ chưa có thông lệ, người hầu được lấy ông chủ. Huống chi là một người có chức quyền cao vọng trọng trong xã hội. Tôi e việc này sẽ làm cho ông thân bại danh liệt đó đó. Tôi không ngờ em ba lại rộng lượng như vậy. Chứ hồi đó ai là người không muốn ông cưới Thanh Thanh về làm vợ vậy em ba? Mới đó mà em thay đổi mau thiệt. Muốn đưa con Mận lên làm bà sao? Bộ em có toan tính chi hả em? Chị hai, việc nào ra việc đó. Chị móc mẻ em làm chi? Em chỉ nói ra ý mình, chứ ông mới là người quyết định mà. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này. Tôi thấy đây là một điều sỉ nhục cho gia đình và cả dòng họ đã đa. Chứ chuyện này mà xảy ra, tôi sẽ chết trước mặt cho ông coi. Mày im đi, còn nói sằng bậy nữa coi chừng tôi đó. Cô vừa lòng chưa hả? Cô bài mưu lập trước, lôi kéo con nọ về phe cô, rồi xúm vô hại cái nhà này phải không? Tôi thiệt không ngờ lòng dạ cô hiểm ác quá đa. Nhưng cô đừng có đắc thắng. Việc trong nhà này ai nhúc nhích rục rịch tôi đều biết hết. Để coi tôi lấy quyền cai quản nhà cửa xử con Mặn ra sao nghe. Chứ tự dưng sao chị lại gán tội cho em như vậy? Chị đừng nghĩ vậy mà quan cho em đó đa. Mà chị quên rồi hả chị hai? Chuyện trong nhà này là do chị cả quyết định. Ông vừa mới nói khi nãy rồi mà. Em hai, đừng có nóng tánh rồi gây thêm chuyện ồn ào. Để tôi dò ý ông coi sao, rồi tôi sẽ nói chuyện. Có phải mình không vui vì mấy cái chuyện lào xào trong nhà trong cửa sáng nay không? Thôi, mình đừng giận làm chi cho thất công. Chẳng qua việc này mới mẻ quá, cho nên mọi người chưa chấp nhận được. Tôi thấy việc đó có chi lạ đâu nè. Cũng do họ ích kỷ, nhỏ nhen quá nên mới làm rần rần lên như vậy. Mình cũng phải thông cảm cho mấy chị với em Tư chứ. Đàn bà mà mình hờn ghen là thối thường tình. Ông trời đã định tánh ý cho họ như vậy rồi đó đa. Ủa, chứ mình thì sao? Mình không ghen nên mới chịu cho Mận làm vợ lẽ của tôi, phải không? Thì em cũng là đàn bà, nhưng em biết suy tính thiệt hơn.
Em thấy được cái việc á mà họ không thấy. Mình thấy được việc chi? Nói tôi nghe coi. Em thấy vì sĩ diện của mình và danh dự của gia đình mình mà bỏ đi việc ghen tuông ở trong lòng. Nếu mình chánh thức lấy Mận làm vợ lẽ thì thiên hạ họ hết chuyện để bàn tán hay nói ra nói vô. Người trong nhà đã chấp nhận thì mắc chi người ngoài họ trộn rộn chứ. Mình thấy em nghĩ như vậy có đúng không? Chớ chi mà ai cũng nghĩ được như mình thì tôi đâu có phiền. Nhưng sao trước đây mình không chịu cho tôi lấy Thanh Thanh mà giờ lại vui vẻ với việc con Mận vậy nè? Mình nhắc lại chuyện cũ làm chi? Thiệt ra sau khi nếm trải cay đắng mùi đời, em mới thấy quý cái chân tình mà mình dành cho em. Giờ thì em đã thông tỏ mọi việc. Mình có lấy thêm bao nhiêu vợ nữa thì cũng không hề trọng. Miễn sao mình vẫn thương, vẫn trọng em là được rồi. Mình phân tách trúng ý tôi lắm. Hỏi sao trong nhà này tôi không trọng mình nhất chứ? Mình nói vậy ai nghe được là họ cười em chết. Nhưng em hỏi thiệt, mình có muốn danh chánh ngôn thuận lấy Mận không? Việc đó thì tôi muốn. Nhưng em chỉ cần mình thiệt lòng muốn lấy Mận, những việc còn lại mình để em tính cho. Nhà này tôi chỉ tin có mình nhất, chớ bà cả lông rài cũng làm tôi bực mình lung lắm. Mình nói vậy làm em thấy vui trong lòng. Em chỉ mong mình đừng có hất hủi bỏ bê em. Mình như vậy thì làm sao tôi hất hủi được chứ? Hôm nay em hơi ê ẩm mình mẩy. Hay để em kêu con Mận vô đấm bóp cho mình nghe. Thôi chết, em sực nhớ là con Mận nó đang còn bị nhốt ở dưới nhà kho. Phải chi á, có nó hầu hạ cho mình lúc này á thì hay biết mấy. Chị hai, chị ngủ chưa? Chưa, em vô đi. Dạ. Chứ không ngủ được sao mà qua tìm tôi giờ này? Bộ ông qua phòng em ba rồi hay sao? Từ ngày chị quay về, đêm nào ông cũng ở miết bên đó, có ngó nghe gì đến em đâu. Coi có tức không chứ? Ôi, bực tức làm chi nè. Riết á, rồi em cũng quen thôi. Chị cũng quen rồi. Chị khác, em khác. Em còn trẻ, lại mới về, sao không bì với chị được? Mà ông bỏ rơi, ông bắt em ngủ một mình chứ. Tại người ta có tài dỗ ngọt đờn ông nên mới dụ được ổng. Chứ chị ba tài dữ vậy đó. Thì em cứ ở đây lâu rồi sẽ biết. Nhưng một phần chị nghĩ do chị em mình làm trái ý ổng về cái việc hồi chiều nên ổng bực mình mới tìm tới Lệ Hằng đó. Việc ngược ngạo như vậy biểu mình phải chịu, có khác chi ép buộc mình chứ. Nhưng có người họ không thấy cay mắt nên mới xúi ổng làm quấy. Coi bộ chị ba muốn làm ông vui lòng nên mới không phân biệt trắng đen như vậy.
Nó còn muốn hơn như vậy nữa kìa. Chị nói vậy là sao hả chị hai? Thì nó bài kế muốn dụng con Mận đứng về phe với nó, đặng cùng nhau rù quến ông, đặng ổng không còn ngó ngàng chi đến chị em mình. Thiệt vậy đó? Giờ mặt thấy cũng nhân hậu, mà lòng dạ hiểm ác quá đó. Mai mà chị nói, chứ không em đã tin nhầm người. Nè, em mới về nên không biết, chứ bề ngoài nó làm ra vẻ hòa quẩn, nhưng bên trong á, nó luôn nghĩ tới việc lập kế hại người đó đà. Chị với chị cả biết hết, nhưng ráng nhẫn nhịn để yên nhà yên cửa đó chứ. Không lẽ mình cứ nín nhịn hoài đó? Nào giờ em không ưa cái thói giả dối, miệng nhân từ mà dạ hiểm sâu. Em e rằng em không chịu đựng được như mấy chị đâu. Chứ gặp người mưu sâu kế độc vậy, chị biết làm sao? Chị sợ thiệt thân nên không muốn tranh giành chi với ai hết. Trước đây một mình nó làm vương làm tướng mình còn chịu không nổi, bây giờ có thêm con Mận hợp sức coi mồi, chị em mình khổ sở lung lắm đà. Em nào giờ sống không muốn làm mất lòng ai, nhưng em cũng không thích người ta chèn ép mình. Chứ họ mà hại em một, em sẽ hại gấp đôi. Ngó em vậy, mẹ em lớn gan lắm đà. Người ta toàn bài kế hại sau lưng, làm sao mình bắt bẻ họ được chứ? Việc đó thì em có lạ chi, họ không qua mặt được em đâu. Thì em liệu mà nghĩ kế đặng ngăn cản, không để cho con Mận leo lên làm bà đi. Chứ nó mà đứng ngang hàng với chị em mình thì hổ thẹn lắm đà. Để coi. Em có kế hay rồi chị. Nhưng rủi có ai đó biết chị em mình to rập với nhau thì... Chị đừng có lo, em đã tính đâu vào đó rồi đa. Việc này sẽ có người ra tay giùm chị em mình. Ai vậy em? Chị cả. Hả? Dạ, chị cho gọi em. Em ngồi xuống đó đi. Dạ. Chị có việc muốn hỏi em. Cớ chi mà em lại lên tiếng muốn ông cưới Mận làm vợ lẽ vậy? Chứ em không sợ thiên hạ họ sẽ dè biểu chê bai gia đình mình sao? Thân phận của con Mận như vậy sao xứng với gia thế của ông? Lấy nó, người ta sẽ coi ông ra gì chứ? Trong nhà này không ai bằng lòng việc đó. Chỉ có em là ưng thuận đó đa. Em ba, em muốn chiều lòng ông hay là em muốn việc khác phải không? Chị cả à, em chẳng muốn phân bua chi hết, nhưng em cho chị biết việc này. Hôm qua ông nói với em, lóng rài ông phiền chị lung lắm. Phiền cái giống gì chứ? Dạ, ông nói coi bộ chị thay đổi tánh nết rồi, nên không còn hiểu ý ông nữa. Em nói vậy tức là cái việc muốn cưới con Mận là do ý của ông thiệt sao? Dạ. Hèn chi chị hơi ngờ ngợ. Do là ý của ông nên em mới nói mà không kiên nể chi. Thiệt, chắc là do nhà mình xảy ra nhiều chuyện quá
hay là do chị đã nhiều tuổi, sanh ra lẩn thẩn nên sơ sót đó Đa. Em thấy việc này có khác gì việc của em cách đây 8 năm đâu. Cớ chi chị lại không nhận ra chứ? Chị khác trước kia là mượn tay chị, còn bây giờ thì ông lại cậy em. Em Ba, vậy là rõ ràng lóng rài người ông tin tưởng nhất là em rồi. Dạ, thì em cũng ráng lo cho tròn, đặng không phụ lòng của ông. Chứ chị làm gì mà thờ thẫn như người mất hồn vậy? Không có chuyện gì đâu nè. Chị cả, ngày mai chị đi coi bói với em không? Nghe đồn ông thầy này hay lắm đó, ai coi cũng khen ông nói trúng. Đã vậy, nếu mình có chuyện xui, ông còn bày mình cách quá giải nữa chị. Vậy đó. Dạ. Lóng rài chị cũng thấy nóng ruột lắm. Để mai chị đi với em, nhờ thầy coi có gì kiêng không. Vậy mai mình đi nha chị. Chà chà, gia đạo bất an, gia đạo bất an. Dạ, trăm nhờ thầy chỉ dạy. Theo quẻ này thì gia đạo lắm rối ren. Kẻ dưới thì bất tuân, mà tai tiếng thì đầy dẫy. Tôi hỏi thiệt nha, có phải ông chủ muốn lấy vợ lẽ mà ở nhà không ai khứng, đúng không? Dạ, thầy nói trúng quá. Xuất thân của người đàn bà mà ông muốn lấy á, coi bộ không có tương xứng với ông đâu. Nếu ông lấy người này, sẽ gặp rủi ro, hại đến bổn mạng. Nhẹ thì sụp đổ công danh, mà nặng thì phải mang bạo bệnh rồi vong mạng đó đó. Thầy nói tôi nghe thấy sợ quá. Người nữ này vốn không phải tầm thường. Kiếp trước nó lồ ly tu luyện lâu năm, kiếp này nó biến thành người chuyên đi hại đàn ông, làm cho người ta mất hết chân khí. Thần trí thì bất minh, không còn phân biệt được phải quấy. Mà xem ra nó còn được một người nữ giúp sức đó đó. Dạ, thầy coi có cách nào quá giải dùm, tôi hứa sẽ đền ơn thầy xứng đáng. Tôi làm thầy lâu năm rồi, nhưng chưa thấy con quỷ nào dữ hơn nó. Mình mà trị không dứt, e rằng nó quay lại hại mình chết như không. Thầy ơi, thầy giúp giùm gia đình con, khó mấy con cũng cố. Việc này cũng là ý trời, vì mê đắm con hồ ly này mà người đàn ông trong gia đình bà sẽ mất hết danh tiếng, địa vị, và chỉ còn lại là hai bàn tay trắng đó đã. Trừ khi phải diệt nó đi thì mới hết hậu hoạn. Chị cả, nghe nói chị với em Tư đi coi bói, sao không rủ em đi với chứ? Y như ông thầy nói trúng việc nhà mình lắm, phải không chị? Mà chị có tin lời ông không? Thầy nói trúng lắm. Nếu đã là ý trời thì mình phải chịu, chứ biết làm sao để mà né tránh. Nhưng ông cũng bày cách cho mình quá giải mà. Chuyện liên quan đến mạng người, làm sao mà gọi là quá giải chứ. Thôi, cứ coi như là thuận theo ý trời. Tôi bây giờ chỉ biết đốt nhang khấn vái, mong tổ tiên phù hộ cho tai ương nạn kiếp qua mau. Chị cả,
Chị thiệt là có lòng thành đó đa. Em nhắc chuyện này cho chị nhớ nè. Có phải trước đây chị từng có ý gả con Mận cho thằng Đực không? Chuyện cũ em còn bươi lên làm chi? Chị không muốn làm trái ý ông đâu. Em đâu có bươi lại chuyện cũ, đặng suối chị chọc giận ông chứ. Nhưng chị em mình không thể ngồi yên mà ngó chủ tớ nó hợp sức phá nát gia can mình. Chị à, em thấy chị nên kêu thằng Đực lên nói chuyện phải quấy, rồi biểu nó đưa con Mận đi đâu á thiệt là xa. Như vậy là vẹn cả đôi đường đó đà. Liệu có ổn không? Thiệt ra việc cưới con Mận làm lẽ là ý của ông, chứ không phải tự dưng mà Lệ Hằng lên tiếng như vậy đâu. Ôi, chị lo cái gì chứ. Một khi con Mận nó bỏ đi thì thằng Đực là đứa bị ông rầy, chứ mắc chi đến chị em mình. Với lại không có con Mận thì Lệ Hằng cũng khó mà lập mưu bài kế làm chuyện hại người. Ông á, bây giờ đang vướng vô chuyện đam mê nữ sắc, nên đâu còn sáng suốt mà nhận ra ai phải ai quấy chứ. Chị phải ra tay thôi chị cả. Em tin chắc sau này ông thông tỏ mọi chuyện, ông sẽ cảm ơn chị không hết đó đà. Nhưng mà cái nhà này có qua được kiếp nạn hay không á là nhờ vô sự thông minh của chị hết á. Mà em cũng tin tổ tiên phù hộ cho chị đặng yên ổn mọi bề. Ông bà, tổ tiên chứng giám cho con làm việc này có thất đức thì một mình con gánh chịu, miễn sao giúp được ông hội đồng và mọi người trong gia đình này bình an. Dạ, thưa bà gọi con ạ. Đực à, chắc là con đã tỏ việc của con Mận. Dạ thưa bà, Mận bị quan thưa bà. Con xin bà hãy thương xót mà thả cô ra đi bà. Bà cũng muốn thả nó ra, nhưng mà ngạc chưa biết tính sao cho phải. Đực à, bà thấy chỉ có một mình con mới cứu được con Mận thôi. Con cứu được cổ hả bà? Ừ. Dạ, vậy bà nói đi. Việc chi con cũng làm hết, miễn sao em Mận được bình an. Ừ. Con hãy cùng Mận trốn đi cho thật xa đi. Càng xa càng tốt nghe con. Trốn đi hả bà? Phải. Khuya nay con hãy đến cứu con Mận và bỏ trốn khỏi căn nhà này ngay lập tức. Hai đứa đi riết xuống bến đò, sẽ có người đưa tụi con qua sông. Nè, con cầm đi. Bà cho con một số vốn đủ để lập nghiệp và lo cho cuộc sống sau này. Con nhớ thay tên đổi họ rồi làm lại cuộc sống mới tốt hơn bây giờ nghe. Bà tin rằng con là một người đàn ông biết lo liệu mọi việc trong gia đình, sao cho đường hoàng tử tế. Dạ thưa bà, chuyện này con không dám. Con sợ. Chớ bộ con muốn thấy con Mận bị bạc đãi hành hạ suốt đời hay sao? Hay con muốn nó được cuộc sống hân hoan phơi phới về con? Bà đã phân tách mọi việc rõ ràng, vậy con liệu tính sao cho phải thì tính. Nhưng mà con phải nhớ, nội trong đêm nay nếu con không làm theo lời bà dặn thì e rằng
con sẽ chẳng bao giờ cứu được con Mận ra khỏi chỗ này đâu đó đa. Còn việc này nữa, con đừng nói gì trước với nó. Hai đứa cứ đi đến nơi rồi hãy phân bài. Đây là chìa khóa nhà kho và tiền để con lo kế sinh nhai. Con cầm đi, nhớ là đừng có để cho bà buồn lòng nghe chứ. Bà, theo lời bà dặn á, lát nữa tôi sẽ đục thủng một lỗ ở giữa chiếc ghe rồi lấy vẽ nhét vô. Khi ra giữa dòng á, gặp nước xoáy thì mấy miếng vẽ sẽ không chịu nổi và bung ra. Và khoảng chừng một khắc thì ghe sẽ chịu không nổi và chìm luôn. Lúc đó giữa đêm khuya khoắt như vậy, dù cho cô ta có la làng cũng không ai đến cứu kịp. Tôi tin tưởng lắm mới giao cho ông việc này. Tôi nghĩ muốn chắc chắn, ông nên cho tụi nó uống nước, có pha chút thuốc mê, đặng cho nó mê man, không còn biết chi nữa. Dạ, dạ, tôi sẽ y theo như là bà dặn. Tôi đưa trước cho ông dạ, dạ. một nửa số tiền như đã hứa. Dạ, dạ. Khi nào thấy được hai cái xác trôi xong, tôi sẽ đưa hết số còn lại nghe không? Dạ, dạ. Đúng là trời giúp mình đó đa. Vài ngày nữa thì mọi người sẽ thấy xác của hai đứa nọ. Lúc đó mọi việc sẽ bị phanh phui. Bà cả sẽ mang tội lớn vì giúp sức cho con Mận với thằng Đực bỏ trốn. Thiệt là kế hay đó chứ. Vừa hại chết con Mận, vừa làm cho bà cả gánh hết tội về mình. Để coi chị sẽ bị xử ra sao nghe chị cả. Thì ra là bà ba đây mà. Hôm nay sao rảnh rỗi đến thăm nhà tôi vậy? Thiệt đúng là rồng tới nhà tôm đó đà. Ông cứ quá lời. Mời bà vô. Dạ. Em ra rồi, qua sẽ đưa em tới một nơi thiệt là xa để không còn ai làm hại em được nữa. Chứ anh không thấy nghi ngờ chi chuyện này đó? Có gì là đáng nghi đâu. Qua một lòng một dạ tin bà cả mà, bà không có hại mình đâu em. Đi mau, nhanh lên, kẻo người ta phát hiện là chết đó. Tôi không có đi.
Sao cớ chứ em không muốn ra khỏi đây chứ? Mà em không thương qua như đã nói sao? Em ở lại, người ta thay nhau hành hạ bí bạc em, rồi qua sống sao cho nổi. Đi đi mà, ở đây không có ai tốt với em đâu. Anh mau trở ra đi, coi chừng người ta lập trước hại anh đó đa. Thôi, mình đi riết ra bến đò cho bao, chứ Giang ca ở đây là hư việc hết luôn đó. Tôi không thể trốn chui trốn nhủi như vậy được. Anh bỏ tay tôi ra đi, không nghe tôi la lên bây giờ đó. Tôi không có đi đâu hết á. Mận à, bất đắc dĩ lắm ba mới làm như vậy. Đợi khi mình đến nơi an toàn rồi thì em sẽ hiểu ba làm như vậy vì thương em lắm đó Mận à. Đêm qua Mận bỏ trốn khỏi nhà kho, chắc mấy người đã biết. Nếu ai biết Mận bỏ trốn đi đâu hay nghe ngóng được tin gì thì phải cho tôi hay. Còn như cố tình giấu giếm hay lén lút giúp nó, tôi biết được em sẽ bị phạt nặng đó đa. Chị cả, chị nói vậy e là chưa rõ ràng. Nè mấy người nghe đây, con Mận không thể tự mình ên nó phá cửa trốn ra, mà phải có người mở khóa giùm. Vậy ai là người dám to gan làm chuyện đó chứ? Chị cả, chìa khóa nhà kho ai giữ vậy chị? Đêm qua tôi mệt tôi ngủ sai, chìa khóa tôi để đầu giường, không biết ai đã lấy trộm. Chớ chi mà chị sơ ý dữ vậy nè. Thiệt á, đúng là cái quân trộm cướp. Nó canh lúc chị ngủ á rồi ăn cắp đó đa. Nhưng mà phòng chị ai dám lui tới ngoài bà quản gia. Bà Phương, bà có nhìn thấy chìa khóa nhà kho để trên đầu giường không? Dạ, hôm qua tôi lên chợ huyện mua đồ cả ngày, chớ có vô phòng bà cả đâu mà thấy. Chà chả, vậy thì thuận tiện quá đa. Chị cả thì ngủ quên, mà bà Phương thì lại đi vắng. Coi mồi, cái quân này nó rình rập, để ý dữ lắm, nên mới ra tay trót lọt đây. Ủa, thằng Đực đâu? Sao mọi người ra đây hết rồi mà không thấy nó chứ? À, rồi, tôi hiểu rồi. Kẻ tiếp tay để con Mận chạy thoát không ai khác mà chính là thằng Đực chứ chi. Việc này coi bộ hệ trọng đó đa. Chị cả, mình phải báo lại với ông, rằng ông xử tụi nó làm sao cho thiệt nặng nghe chị. Tụi nó giúp nhau bỏ trốn có gì lạ chứ? Không phải trước đây hai đứa này có tình ý với nhau đó đa? À, em Tư nhắc chị mới nhớ. Hồi đó có lần chị cả cũng tính tác hợp cho hai đứa nó đó. Nãy giờ em nói nhiều quá đó em hai. Việc trước đây với việc hôm nay sao lại ghép thành một việc như vậy chứ? Thằng Đực không có ở đây, nhưng chưa chắc nó bỏ trốn với con Mận. Em đừng đa nghi quá có được không? Vậy thì nó đi đâu mà sao tới giờ này cũng không thấy mặt? Sao lại trùng hợp như vậy chứ? Tôi vẫn cứ nghi là nó chứ không phải ai khác.
thôi. Tùy chị, nhưng có việc chi thì chị tự gánh vác hết đi. Được rồi, chuyện này để tôi lo, không cần em phải bận tâm. Nè, mấy người á liệu hồn đó ra. Ai mà biết được chỗ thằng Đực chứ còn Mận ở đâu á thì mau nói ra. Nhược bằng che giấu thì liệu á mà gánh chung tội với hai đứa nó nghe không? Lo làm việc đi. Hôm qua này á, có ai thấy thằng Đực đâu không? Hôm qua còn thấy ảnh phơi củi mà. Thì nó có lấy củi vô cho qua chụm, nhưng đó là lúc trưa. Tới tối thì không thấy nó nữa. Không chừng á, bà hai bà nói đúng á. Nè, chị đừng có nói bậy. Anh Đực ảnh có ăn gan trời đó, cũng không dám làm chuyện đó đâu. Mày á, con nít con nôi, biết chi mày đặt lên tiếng. Đã vướng tơ tình rồi á, chuyện tài đình á nó còn dám làm, huống chi dắt tay nhau bỏ trốn chứ. Sao chà, ái tình ghê vậy sao? Nhưng rõ ràng á là anh hai ảnh thương chị hai hết lòng hết dạ mà. Nếu chết á mà để cho chị vui á thì ảnh cũng sẵn sàng đó đa. Nói gì? Nhưng mà chị Mùi, hỏi thiệt nghe, nếu mà chị bị như chị Mận á, không biết có ai liều mình cứu chị bất chấp tính mạng không ta? Qua chắc với mày là không có ai dám làm chuyện đó đâu. Cớ chi ông nói vậy chứ? Hy sinh thì cũng phải hy sinh cho đáng, chứ để thiên hạ chửi mình ngu sao mày? Nè, ông với thằng Hải á, mắc cái chứng chi mà ăn nói móc họng người ta vậy hả? Thài lai quá, coi chừng á mang dạ vô thân đó đà. Sao? Không biết bây giờ này anh hai với chị hai đang ở đâu chứ. Tôi cầu trời khẩn Phật sao cho hai người mạnh giỏi luôn. Tính làm sao bây giờ không biết. Có phải bà giấu tôi chuyện gì không? Y như là bà biết trước vì con Mận bỏ trốn với thằng Đực thì phải. Chính tôi là người đã đưa chìa khóa cho thằng Đực đó đang. Ui, sao bà lại làm như vậy chứ? Thiệt tình là tôi đã hết cách rồi. Tôi thấy chỉ có làm như vậy mới ngăn chặn được sự việc không đến nỗi tồi tệ. Bà sợ con Mận sẽ lên làm vợ của ông sao? Chuyện đó thì tôi cũng đã đoán được từ trước và tính xuôi theo. Nhưng ngặt một nỗi, lúc đi coi thầy, nghe thầy nói tôi sợ quá. Thầy nói con Mận đó, nó sẽ làm cho gia đình mình tán gia bại sản, còn ông thì mất hết công danh sự nghiệp. Tôi biết có khuyên can cũng không ăn thua chi, nên tôi mới làm liều như vậy. Việc này nguy hiểm quá đa. Rồi thằng Đực bị ông bắt được, rồi nó khai ra bà thì chết. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đến lời của ông thầy bói nói nên tôi mới làm liều, chứ cũng không nghĩ chi đến hậu quả hết. Bây giờ việc đổ bể ra như vậy mới thấy lo sợ đó đa. Nhưng bà có biết thằng Đực dắt con Mận đi đâu không? Tôi không biết, nhưng Thanh Thanh nói á là sẽ lo cho tụi nó một chiếc ghe, đặng
đưa qua bên kia xong á, rồi đi thiệt xa. Bà nhờ Thanh Thanh sao? Ừ, cậu thu xếp mọi việc giùm tôi đó. Bà cả à, tôi thấy lo cho bà quá đã. Thêm một người biết thì việc càng khó giữ kín. Rủi bà tư hớ ra cho ai biết á, thì nguy quá. Tôi nghĩ cậu đã hợp sức với mình rồi thì làm sao lại dám nói ra chứ. Tại vì nếu mà cậu làm như vậy thì chẳng khác gì là cậu tự tố cáo mình đó đa. Có phải thằng Đức mở khóa cho con Mận bỏ trốn không? Dạ, tại sáng nay không thấy thằng Đực nên mọi người mới nghĩ như vậy. Chứ thiệt ra sự tình như thế nào cũng chưa rõ ông mà. Bộ nó ăn gan trời hay sao mà dám làm việc đó trước mặt tôi chứ. Còn ba nữa, cái quản nhà cửa cách chi mà để đầy tới lộng hành quá đa. Bà sai thằng Hai đi báo lính chưa? Phải cho người đi lôi cổ tụi nó về đây, đặng tra xét cho ra người nào lấy nước sau lưng giúp đỡ cho tụi nó bỏ trốn. Tôi nói thiệt, chớ tôi mà biết kẻ đó là ai, tôi sẽ không tha thứ đâu. Kể cả bà cũng vậy. Sao rồi em? Mọi việc có đúng như em dự tính không? Dạ, y như em dự tính. Thằng lấy đò nói ra giữa sông, nó nhảy xuống rồi lội vô bờ, đứng nhìn cho đến khi ghe chìm. Nó nghe rõ tiếng kêu cứu của hai đứa kia mà. Em thiệt là tài đó đa. Việc lớn vậy mà mần thiệt là lẹ. Nhưng mình mần vậy có bị quả báo không em? Ôi, có quả báo thì một mình em gánh chịu. Chị hơi đâu mà lo chứ. Chắc mai mình phải đi chùa khấn vái đặng cho tụi nó được siêu thoát em à. Rủi nó chết quan, nó không cam lòng, rồi quay về nhát mình đó đa. Nhưng chừng nào thì cái xác nó mới nổi lên vậy hả? Độ chừng 3 ngày chứ mấy. Nhưng có khi nó trôi luôn, tới cuối nguồn mình cũng không hay. Mô Phật, nghĩ tới cảnh đó mà lạnh cả người. Thôi kệ, thà giết Phức một lần cho xong, coi như trừ đi hậu hoạn đó đa. Ý mà hôm nay thấy chị cả lúng búng như gà mắc thóc, làm chị thấy tội nghiệp chị ghê đó chứ. Từ rài chắc chị không dám thị uy với mình nữa đâu. Mình cứ dọa sẽ đem việc này nói cho người khác biết, thế nào chị cũng sợ. Chị Hai à, coi bộ quyền hành của nhà này đã về trong tay của em với chị rồi đó đa. Nhưng mà chưa chắc. Còn một người nữa, em quên rồi sao? Chị muốn nói tới chị Ba hả? Ừ. Nói đi đâu mà qua nay không thấy mặt. Nghe nói đi lo công chuyện chi cho ông mà không biết có đúng không? Cớ chi mà trùng hợp quá đa. Trùng hợp chuyện gì chứ? Thì chuyện con Mận bỏ trốn chứ chi. Chị linh tính có chuyện gì đó không ổn. Chị đa nghi quá đa. Chị Ba trở về thì mọi chuyện đã xong. Bộ chị cũng đâu dám đứng ra đặng binh vực cho con Mận chứ. Không chừng chỉ còn giả lơ đặng không liên lụy đó đa. Em thiệt là người mưu trí đó Thanh Thanh. Nói nào ngay, hồi em mới về nhà chị cũng hổng ưa gì em, nhưng mà giờ chị mới thấy chị thiệt là may mắn khi có em bên cạnh đó đa. Em không biết chứ lâu nay chị nín nhịn không dám tranh giành chi với nó hết,
Nay có em thì mình cùng một lúc, mình làm cho bà cả lẫn nó nín re. Chị em mình đúng là tâm đầu ý hợp quá đa. Chứ em cũng vậy. Bước chân vô nhà, nhìn thấy chị là em xốn gan ruột. Y như kiếp trước chị em mình là chị em ruột vậy. Chị hai, em mến chị lắm đó. Vậy thì tụi mình kết nghĩa chị em cho nó thân thiết hơn nữa nghe. Có chị có em thì việc chi mình cũng hợp sức mà làm. Dạ, ý chị hay lắm đó. Kể từ hôm... Bây giờ tôi hỏi mọi người là một lần cuối, có ai biết thằng Đức và con Mận đi đâu không? Tại sao im re hết vậy nè? Tôi nói cho mà biết, nếu ai biết sự thật mà che giấu thì chết với tôi. Tôi đã báo quan rồi. Anh Đợt. Đợt. Anh Đợt. Thưa cậu hai, con mới về. Thằng Đợt, mày sợ rồi sao? Tính quay về đầu thú hả? Con Mận đâu? Cậu hai, đây là... Nó là thằng Đực. Gia nhân bỏ trốn của con Mận đó đã. Mấy anh mau bắt nó, tra hỏi coi nó giấu con kia ở đâu. Ừ, cậu hai, sao cậu kêu người bắt tôi? Mày tính ở đó diễn tuồng cho ai coi chứ? Mấy anh cứ bắt nó, dùng hình tra khảo, khi nào nó khai mới tha. Cậu hai à, cậu chớ nói vậy quan cho tôi lắm. Tôi dâng lệnh bà ba đi lên tỉnh lấy xong cho ông mà, tôi có hay biết gì đâu. Mà cậu lại nói là tôi dắt Mận bỏ trốn như vậy. Mày còn kiếm chuyện đặng gạt tao hả? Bộ mày muốn chết sao mà không thành thật khai nhận? Mẹ cứ cầm tay nó dẫn đi cho tôi. Thiên Tân, thằng Đực nó không có gạt con đâu. Má đi lên tỉnh lấy sâm về cho ba con, cho nên dẫn thằng Đực đi theo. Việc này má đã thưa qua với ba con rồi mà. Còn chuyện Mận bỏ trốn là sao? Má vừa nghe nhưng chưa biết đầu đuôi như thế nào. Thôi, con tha cho cậu Đực đi. Má làm chứng cho lời nói của cậu Đực là thiệt đó Đa. Vậy giờ sao cậu hai? Má ba tôi nói làm sao á thì tôi đành nghe vậy. Cảm phiền mấy anh cho truy nã con Mận giùm tôi. Dạ, dạ cậu hai. Mọi người cứ đi mần công chuyện đi, đừng có to nhỏ ồn ào trong nhà trong cửa đó Đa. Tân à, sau này làm chi con cũng phải suy tính cho đường hoàng, chớ không khéo thiên hạ họ cười mình đó Đa, nghe không? Dạ. Chị sao vậy? Chị có tật hay sao mà lại giật mình? Em đó, khéo nó chơi quá. Tại em vào bất thình lình như vậy nên chị mới giật mình. Ủa, chuyện con Mận bỏ trốn em biết chưa?
Em vừa về là đã nghe người ta học lại rồi. Vì chuyện này mà coi bộ chị lo lắng lung quá hả chị cả? Chị à, chị vốn là người biết cân nhắc, làm việc chi cũng thận trọng. Sao chuyện này chị lại xử sự nông cạn quá vậy nè? Chứ em biết được chuyện gì vậy? Sao, sao mà em lại nói chuyện như vậy? Thì em nói chuyện Thiên Tân bảo lính đến tra hỏi người làm trong nhà mình đó. Thiệt ra được đi theo em là để lấy sâm về cho ông, mà em lại quên báo lại với chị. Em tính xong việc thì về rồi nói luôn. Ai dè chưa chi đã ôm sòm ở trong nhà, rồi lại còn ồn ào mang tiếng ở bên ngoài nữa chứ. Thì tại thằng Tân tánh nóng nảy nên làm chuyện nông nổi, để chị la nó cho. Nhưng mà thiệt tình thằng Đực nó đi theo em sao? Chơi qua nay chị nghĩ Đực bỏ trốn với Mận hả? Chị à, chị cả, em biết chị một lòng một dạ lo cho ông và cho gia đình, nhưng chị đừng có nhẹ dạ cả tin mà bị người ta xúi dục rồi làm chuyện hồ đồ. Việc này coi như là một bài học để chị nhớ đời đó đa. Em đã nghe được kể lại và cho xem số tiền chị đưa. Em không nghĩ là chị dám làm chuyện đó. Chị không sợ ông nổi giận sao chị cả? Cô biết hết rồi sao? Thiệt ra thì tôi chỉ... Thôi được rồi, em biết tấm lòng của chị mà. Chị rất nhân từ độ lượng và hay nghĩ cho người khác. Nhưng người khác họ có nghĩ cho chị đâu. Chị cứ tưởng làm vậy là tích đức cho con cháu đó sao? Thiệt ra chị đang giúp họ thực hiện một việc thất đức lung đó. Em hứa sẽ không nói chuyện này với ông đâu. Chị yên tâm đi. Em nghe tin gì chưa? Thằng Đức nó quay về kìa. Chị làm sao vậy hả? Ban ngày mà thấy ma sao? Ma cỏ cái gì chứ, nó còn sống sờ sờ cái kìa. Không lý nào như vậy. Nó chết rồi mà. Chết cái giống gì chứ. Nó cùng với lại thằng quay về, đúng lúc thằng Tân đang báo án đặng tra xét nó đa. Cô nói với tôi là thằng lái đò đã nhìn thấy tụi nó đã bị chìm ghe rồi phải không? Chà chà, vậy ra nó gạt em đặng lấy tiền. Để em tìm gặp cha nó cho ra coi nó có nuốt hết được số tiền đó được hay không. Việc đó tính sao đi, trước mắt mình phải đối phó với lại Hằng đã. Nó cùng về với thằng Đực ắt là nó đã nắm rõ hết mọi chuyện của mình. Tôi sợ có khi nào nó phanh phui mọi chuyện với ông thì... Chị bình tĩnh lại đi. Có chuyện chi? Còn bà cả làm bình phong che chắn cho chị em mình nữa mà. Chết rồi. Ông mà biết tôi có dính vô cái việc này á là ông giết tôi chết đó đa. Kìa chị, chị hoảng sợ như vậy chẳng khác nào chưa đánh đã khai đó đa. Để xem Lệ Hằng có động tĩnh gì hay không đã rồi tính. Chị giỏi lắm, bao che cho thằng Đực. Chứ con Mận tội nặng như vậy thì giúp cách chi? Cái đứa mình muốn diệt là con Mận chứ đâu phải thằng Đực. Thôi, cứ để từ từ coi sao đã. Nè,
Chị lo lắm. Nếu thằng Đực còn sống thì con Mận cũng sẽ còn sống. Một khi Lệ Hằng đã lập kế bao che cho thằng Đực thì chắc nó cũng đang bày mưu để cho con Mận quay về. Nó muốn ông cưới con Mận nên e rằng nó đang tính nước cờ chị cao lắm đây. Coi bộ ông coi trọng chị ba dữ đã. Nó lóng rài, thấy được lòng ông lung lắm. Chị cũng nghi ngờ sao nó dám tự ý làm mọi việc mà không cần dò ý ông. Có phải việc gì khuất tất gì không? Nó nói đi mua sâm mấy ngày mà cũng đâu có cần xin phép gì cả. Không biết nó đi mua sâm hay là đi làm cái gì chứ. Nếu vậy thì mình nên tìm người giúp thêm một tay. Em nghĩ chị nên lén qua nhà vợ chồng ông cai tổng, vì coi bộ ông cũng nể mặt ông cai tổng. Chị nhớ nói khéo sao cho vợ chồng ổng đứng về phía mình, đặng ngăn cản con Mận bước lên làm bà nghe chị. Chị cứ thấy giống như là cặp mắt của Lệ Hằng đang ngó theo mình từng bước đó đa. Y như nó biết được mình sẽ làm gì nên lúc nào nó cũng làm trước mình một bước. Thôi, chị đừng có lo thái quá. Chị làm sao mà gan bằng em chứ. Còn nói về mưu kế cũng thua em xa lắc à. Được rồi, để em đi gặp rồi dò ý chị thử coi sao. Mình... chơi việc của con Mận với lại thằng Đức mình lo tới đâu rồi? Sao mình nói với tôi là đi thu xếp mọi việc mà lại thành ra đi mua sắm với thằng Đức? Còn con Mận đâu? Chuyện dài dòng lắm mình à. Đợi sau khi mọi việc xong xuôi em kể cho mình nghe luôn được không? Mình lấp lửng như vậy tôi sốt ruột lắm. Em đã hứa với mình thì em sẽ làm được. Mình chớ nôn nóng làm chi, ráng chờ vài ba bữa nữa thôi à mình. Trước sau gì á thì em cũng đưa Mận về làm vợ của mình mà. Đực. Dạ thưa bà cả. Cớ chi con lại quay về như vậy? Chẳng phải con đã cùng Mận bỏ đi như suy tính trước kia sao? Dạ thưa bà, thiệt ra sau khi suy nghĩ nát trí con thấy việc này rất là hệ trọng. Đúng lúc đó bà ba kêu con đi theo lấy sâm cho nên con đi luôn. Vậy còn con Mận nó đi đâu chứ? Lúc con về thì nghe Mận bỏ trốn, con cũng lo cháy ruột cháy gan luôn. Con cũng đang muốn tìm cổ nhưng mà không biết tìm ở đâu hết. Vậy thì lạ quá, cửa nhà con thì khóa lại, cớ chi Mận nó lại bỏ trốn được? Quý, con quên thưa với bà là khi con đi con có để chìa khóa trong nhà kho, rồi dặn cổ chờ con về rồi hãy tính. Chắc con nóng ruột chờ con không được cho nên đã tự ý bỏ đi. Thiệt vậy sao? Dạ thiệt mà ba. Đực à, người ta lập kế đưa mình vô chỗ chết đó đã.
Anh nghe kỹ lời tôi dặn nè. Bây giờ anh cứ giả đò đi xuống dưới ghe. Chiếc ghe này sẽ bị chìm, nhưng anh đừng có lo, sẽ có người cứu đưa mình lên bờ. Sau đó thì anh cứ quay về gặp bà ba. Bà sẽ dặn anh phải nói gì với lại mọi người. Anh nhớ đó, nếu bà cả có gặng hỏi thì anh cứ trả lời y vậy nha không? Nhưng mà mình có thù oán gì với người ta mà họ muốn mình chết chứ? Mà người ta là ai vậy em? Không lẽ bà cả hả? Không, Hoa không có tin là bà cả là ác nhân như vậy. Anh đừng có hỏi lôi thôi nữa. Sau này tôi sẽ kể đặng anh tỏ tường. Người họ muốn hại là tôi chứ không phải là anh. Nhưng mà nếu anh không nghe lời tôi thì cả hai cùng chết, anh biết không? Bây giờ thì mình xuống ghe làm theo kế của họ. Nhớ khi ra giữa dòng anh la lớn cầu cứu đó nghe không? Nhưng mà đi nhanh đi, rủi lộ chuyện á thì không còn con đường sống đó à. Đi nhanh lên. Mời vô. Nghe chị ba mới về, em qua thăm chị. Cảm ơn em. Tiếc là chị chưa kịp mua quà đã phải về rồi, vì nghe nhà mình xảy ra chuyện. Chị tài quá Đa. Đi đâu thì đi, nhưng ở nhà có chuyện chi chị đều biết hết. Em khen thiệt hay ngạo chị vậy? Nói nào ngay, chị chẳng những biết mà còn thông tỏ đầu đuôi mọi việc. Ai bày mưu lập kế chị nắm hết trong tay em à. Vậy đó. Chết rồi. Vậy ai mà qua mặt được chị ba chứ? Chị pha lửng cho vui thôi, chứ nào giờ chị luôn an phận thủ thường. Việc của ai á chị cũng không có màng tới. Chứ việc con Mận bỏ trốn chị cũng không màng đó Đa. Nó là người hầu của chị, nó làm đủ việc quấy như vậy là hại lây chị đó. Thiệt là nuôi ong tai áo mà. Chị cũng phiền nó lung lắm. Thiệt là khó dò lòng người phải không em? Chị cảm ơn em đã lo cho chị, để chị tìm cách thưa lại với ông chuyện này. Vậy chị tự liệu đi nghe. Thôi em xin phép về phòng đây. Bà cây tổng, có chuyện chi mà bà hai đến thăm tôi vậy nè? Dạ, mời bà. Dạ. Ngồi. Dạ, lâu ngày có chút quà mang quà biếu bà. Đây là sâu chuỗi hạt tốt nhất tôi mua ở trên tỉnh đó Đà. Thấy màu này đẹp lại hợp với bà nên biếu bà làm trang sức. Vô công bất thụ lộc, chắc phải có chuyện chi muốn nhờ giả tôi phải không? Dạ, cũng có chút chuyện gia đình muốn cậy đến bà. Tôi biết ông bà là người có tiếng tăm, lại được ông nhà tôi nể trọng, nên xin ông bà nói vô giùm một tiếng. Chuyện gia đình của bà cớ sao lại nhờ vợ chồng tôi? Dạ,
Nói ra thì hổ thẹn quá, nhưng bước đường cùng đành phải cậy bà giúp. Dạ, chắc bà còn nhớ hôm trước khi ông bà qua nhà chơi, có chứng kiến việc ông nhà tôi bị tố giác gian díu với con Mận là đứa ở trong nhà đó. Thiệt ra lỗi này cũng không phải do ổng. Chẳng qua con kia nó mồi chài, dụ dỗ, khiến ổng ham mê, vướng vô lưới tình của nó. Bây giờ nó lại muốn ổng chánh thức cưới nó làm vợ lẽ. Đàn ông mê muội rồi còn biết chi nữa chứ. Coi mồi, ổng muốn lấy con nọ lắm rồi. Cớ chi mà ông Vĩnh lại có ý muốn cưới con ở về làm vợ vậy nè? Ngó bộ ổng quá si mê nó, không nghĩ đến miệng tiếng thị phi hay sao chứ. Dạ, thiệt gia đình tôi cũng khổ tâm hết sức. May ra bây giờ chỉ có ông bà cai tổng đây là người có thể đứng ra khuyên can ổng, đặng ngăn cản ổng chuyện này đó. Vì vậy á mà bà mới tới đây cậy nhờ vợ chồng tôi nói với ông nhà một tiếng phải không? Dạ, trăm sự nhờ bà. Bà không nhờ thì tôi cũng lên tiếng nữa. Tôi cũng thấy cái chuyện này nó trặc trẻo quá đa. Chớ chi cũng là một ông hội đồng có danh tiếng, sao lại cưới con ở về làm vợ được. Nè, bà cứ về đi, vợ chồng tôi sẽ tìm cách nói lại với ông nhà. Tôi nghĩ rồi mọi việc sẽ êm xuôi thôi mà. Dạ, cảm ơn bà. Mời bà dùng nước. Dạ. Việc này coi như trót lọt rồi, thà là đi trước một bước còn hơn để xảy ra chuyện rủi ro. Chủ tớ tụi bay có bài kế chi á thì con Mận cũng đừng hòng đường hoàng bước qua ngưỡng cửa vào nhà. Bà dùng nước đi. Có chuyện gì hả mình? Hôm nay ông cai tổng gọi mình qua có gì gấp không? Thì cũng mấy cái chuyện trà dư tửu hậu chứ chi. Nếu vậy thì mình đâu có bực dọc như vậy. Đúng là chỉ có mình mới hiểu được tâm ý của tôi. Không biết ai trong nhà đã qua đó học với vợ chồng ổng, chuyện trong nhà trong cửa, nên ông cai tổng mới lên tiếng và quý nhắc nhở khuyên tôi không nên lấy con Mận làm vợ lẽ. Nói nào ngay, tôi không phải bực vì việc ổng biểu không nên cưới con Mận, mà tôi tức vì cái thói thài lai của đàn bà. Làm vậy có khác gì bí mật tôi chứ? Thì họ muốn cậy ông cai tổng lên tiếng, đặng mình sẽ nể mà bỏ ý định lấy vợ chứ chi. Nhưng ông ấy luận cũng có lý, nên tôi không cãi lại được. Ông ấy viện cớ Mận là tôi tớ trong nhà, nên đám cưới này là không thể chấp nhận được, phải không? Tôi cũng thấy chán ngán luôn rồi. Cứ làm gì mà khổ như vậy chứ. Nhưng mình có thiệt tình muốn lấy vợ nữa không? Thôi, bỏ qua chuyện này đi. Tôi cũng mệt mỏi rồi. Mình đi ngủ sớm nha. Hôm nay em đến tháng rồi, mình chịu khó nghe. Tôi suy nghĩ kỹ rồi, mình đưa Mận về đây cho tôi. Được rồi, em sẽ làm theo ý của mình.
Em sẽ đưa cổ về càng sớm càng tốt để hầu hạ mình nghe. Chà, bữa nay có khách quý hay sao mà cơm thịnh soạn dữ vậy Đa? Hôm nay có ông Hương đến dùng cơm với gia đình mình đó Đa. À, ông Hương. Ai chứ ông Hương em biết rõ lắm phải không? Không nhờ ổng á, sao em về đây làm bà Tư chứ? Chị Ba, hôm nay nhìn chị đẹp đẽ tươi tắn quá. Cảm ơn em, chứ em cũng đâu có thua kém gì. Ông Hương chưa tới sao? Dạ chưa. Dạ thưa ông Hương đã tới. Chào ông hội đồng. Chào ông. Chào ông. Mời ông ngồi. Chào ông Hương. Dạ chào cô. Không, chào bà Tư. Lâu quá không gặp bà, tôi dòm bà thấy khác xưa lắm đà. Dạ, chắc nhờ sống ở đây thấy vui vẻ, lại sung sướng, không thiếu thứ chi nên mới hân hoan thơ thới như vậy. Ông hội đồng cưng chiều vợ quá đà, nhìn thấy bà nào bà nấy cũng vui vẻ, tôi bộ hạnh phúc quá đà. Sẵn tiện hôm nay gặp ông, tôi muốn rót ly rượu kính ông, coi như thay lời cảm ơn của tôi đối với ông. Thiệt, nhờ ông mà tôi mới có được ngày hôm nay. Không dám, không dám. Em Tư, coi bộ tiệc này dành riêng đặng cho em tạ ơn ông Hương hay sao chứ? Chết, em xin lỗi, em không cố ý. Tại em vui quá nên... Không sao, mình đâu có làm chi quấy chứ. Từ lúc về nhà tới nay, chắc mình cũng chưa có dịp gặp ông Hương để nói lời cảm ơn. Thôi thì tôi cũng mượn bữa cơm này để tạ ơn ông Mai. Dạ. Mời ông. Ông á, thiệt là mát tay nên mới gá nghĩa cho em Tư đây làm vợ của ông. Ông coi, cổ thiệt là xinh đẹp, tài giỏi, lại biết chiều lòng người. Chị hai cứ khen em thái quá, còn lâu em mới được quý phái và sang trọng như chị. Chị còn phải bài biểu em nhiều chứ. Thôi mà, khách đến nhà mà cứ khen qua khen lại hoài, không thấy hổ thẹn sao? Dạ, mời ông dùng cơm tự nhiên. Cảm ơn bà cả. Ông hội đồng, ăn cơm mà có đầy đủ vợ con ngồi tề tụ như vậy thì có ăn với muối cũng ngon phải không ông? Ông thiệt đúng là người đàn ông có phước đó đặt. Có tới bốn bà ngồi xoay quanh như vậy mà vẫn giữ được hòa khí gia đình. Thiên Tân. Dạ. Con phải học hỏi cha con về cái khoản này đó đa. Dạ, con cũng ráng, nhưng em không thể sánh kịp với ba con. Con hơn cha thì nhà mới có phước chứ. Con chưa theo kịp ba thì ba con lại sắp cưới bà Năm nữa rồi kìa. Ờ? Chẳng hay hôm nay ông Hương qua đây dùng cơm, hay còn có việc gì khác? Thiệt ra có một việc tôi cũng muốn nói với mọi người. Tôi có đưa một người cùng đi qua đây, mà họ cũng không có xa lạ chi với mọi người ở đây. Đưa cổ vô đi.